Xin chào mọi người nhá, đây là con vẹt mà mình đã mua được từ lâu lâu rồi. Kêu 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 rất là hay. Kêu to ghê nhỉ. Thỉnh thoảng nó có tự kêu không bạn? Dạo này nó rất là hay đứng im ở các bác ạ, chứ nó không hay nhảy đâu. Con này, mình vẫn phải buộc chân nó vào. Rất là nhiều người mà thắc mắc là con này nó ăn cái gì thì đây mình cầm túi hạt kê đây. Vẹt thì nó sẽ ăn cái túi ăn ăn hạt kê. Không không lấy nét được à? Ăn ngô. Ngô nữa bạn? Nó ăn gạo nhỉ? Không chớ thanh niên nào mà nó bảo ăn ăn cả gạo. Thì đây là hạt kê các bạn, đây. Hạt kê này khác mà hạt lúa mì khác đúng không bạn nhỉ? Đúng không? Nhỉ? Yeah. Đây là hạt kê. Bình thường thì ngày trong tuần mình toàn đi làm, không được làm một clip để đưa lên. Cuối tuần tranh thủ làm cho mọi người cùng xem. Một gói này chắc ăn ăn được lâu phết đấy. Nuôi cái này mình thấy là dễ hơn là nuôi khuyên đấy. Nuôi khuyên ăn liên tục mà kiểu nhiều. Mua cũng lâu lắm rồi mới hết được một gói đấy. Mà ở đây còn hai gói nữa cơ. Đây một gói, còn trong nhà mình để còn một gói nữa. Hạt kê này, đây mình quay lại rõ lại cho mọi người cùng xem. Đây là hạt kê nhá. Đây là cả hạt đấy. Khi mà nó ăn thì nó sẽ lấy cái mỏ nó tách ra thì là sẽ nó tách cái vỏ ra. Đây. Vỏ đầy dưới đáy này. Đó. Kêu đi, kêu đi. Gỡ chân.